đẫm lệ tang lễ phi công Trần Ngọc Duy hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22. Đại úy Trần Ngọc Duy, phi công hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 một ngày trước tại sân bay Yên Bái, đã được Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm thiếu tá. Sáng ngày 1 tháng 2, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, lễ tang thiếu tá Trần Ngọc Duy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu được tổ chức theo nghi thức quân đội. Trung đoàn 921 tổ chức trọng thể lễ truy điệu phi công thiếu tá Trần Ngọc Duy, phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng, phi đội 1 Trung đoàn 921, sư đoàn 371, đại diện và lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang quân đội, công an tỉnh Yên Bái đến phúng viếng, chia sẻ mất mát với gia đình thiếu tá Trần Ngọc Duy. Máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân, trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, đã không may gặp sự cố bất ngờ trên không và xảy ra tai nạn vào lúc 12 giờ 27 phút ngày 31 tháng 1. Ngay sau khi máy bay gặp nạn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn 371 phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị, các y bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên thiếu tá Trần Ngọc Duy đã từ trần vào ngày 31 tháng 1. Trong điếu văn truy niệm đã điểm lại cuộc đời của thiếu tá Trần Ngọc Duy, đây là một tổn thất to lớn đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn Không quân 371 và gia đình. Phi công Trần Ngọc Duy nhập ngũ vào tháng 9 năm 2010, được đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự tại trường sĩ quan không quân và đã từng trải qua các nhiệm vụ, chức vụ bao gồm phi công, phi đội 2, trung đoàn 937, sư đoàn 370, quân chủng phòng không không quân, phi công, phó phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 921, sư đoàn 371. Sau đó, phi công Trần Ngọc Duy là phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng phi đội 1, trung đoàn 921, sư đoàn 371 thuộc quân chủng phòng không không quân. Trong quá trình học tập, công tác, anh luôn thể hiện là một cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sáng tạo, tích cực, chủ động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Duy đã bay trên các loại máy bay IAK-52, L-39, Su-22. Tính đến nay, anh đã có 725 giờ 45 phút bay tích lũy, là phi công có nhiều kinh nghiệm. Do có nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và học tập công tác, anh đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen các loại. Anh được phong quân hàm thiếu úy năm 2014, được thăng quân hàm trung úy năm 2016, thượng úy vào năm 2019, đại úy năm 2021 và được truy thăng quân hàm thiếu tá vào tháng 2 năm 2023. Các đồng đội đánh giá, phi công, thiếu tá Trần Ngọc Duy là một sĩ quan luôn thể hiện nhiệt tình trách nhiệm cao, dù ở đâu, làm được gì, cũng luôn có thái độ nghiêm túc, đồng thời tích cực trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối với gia đình, anh Trần Ngọc Duy luôn là người con hiếu thảo, là người cha hiền, mẫu mực, hết lòng thương yêu các con, là người chồng thủy chung son sắt, cùng vợ nuôi dạy hai con. Lễ truy điệu và đưa tang thiếu tá Trần Ngọc Duy vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày, hỏa táng tại đài Hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Thái Nguyên, an táng tại nghĩa trang Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.